Ồ, hello, con gái Leila đi đẩy lẻ à? Này, bố ra với con đây. Ấy, bắn bố à? Bố lão thật sự luôn anh em ạ. Không coi ra rào võ là gì cả. Vẫn đang bắn bố à? Mở phần chấn lên đúng không? Này thì bắn bố. Khó chịu chứ con gái. Rồi, mấy đứa con này của bố ăn rùa mà không xin phép bố à? Đây, này, ăn bố đi. Ừ, đúng rồi, đánh bố đi. Ăn rùa nữa đi. Ui, để rùa đây cho team bố ăn nha. Vẫn đang đánh nhau à? Nào, dẹp ra các con. Gà cùng một bố chớ hoài đá nhau. Con Leila mày dám bắn bố. Mày bố lắm, mày dám bắn bố. Ây da, thằng Julian này hất tung bố. Làm sao? Cứng vãi hổ. Rồi đứng dưới, trời ơi, tầm này thì mình cứ thoải mái đi xuống đi anh em. Mình sẽ sử dụng combo của hai lốt, đấy chính là chỗ nào có xạ thủ, ở đây có mình anh em nhá. Lao thẳng vào, úi rồi cầm kiếm kinh đấy anh em, mở suối lên. Mày bắn bố. Tiếp đến, sai Vana với chúng tôi, ôi double kill rồi. Hay quá, con nhìn không đánh tôi nữa rồi, anh em bạn con nhìn không đánh tôi nữa rồi, ôi hất tung à. Nghe đổi mục tiêu sang con Tiger cho anh em. Này thì xì lâu bố này, ui. Triple kill. Tiếp đến là thằng nào đây? Nhìn đâu em ơi? Nhìn với chúng tôi. Ui, thì lốt mày đang câu gạ. Gì chưa? Iron Steed, ready to engage. Hello, Watson xin chào anh em và quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tom Mỡ. Thì dạo gần đây mỗi khi mà Mỡ livestream chơi game ấy, Mỡ hay có một cái tôn chỉ ở trong những cái trận đấu rank vinh quang và chí tôn, anh em biết là gì không? Đấy chính là cho dù bên phía của team bạn có con gì đi chăng nữa thì con hai lốt không bao giờ được xuất hiện ở trong một cái trận đấu leo rank ở trên stream của Mỡ luôn. Anh em ạ, để cho anh em thấy được rằng ở meta hiện tại cái con hai lốt nó không rõ là ở trong cái bản cập nhật vừa qua nó có bị tăng hay giảm sức mạnh gì không. Nhưng ngày hôm nay Mỡ sẽ lại một lần nữa mang đến cho anh em gameplay về một trong những cái con tướng đỡ đòn Mỡ ghét nhất ở mùa giải thứ 33 này. Và nói thật với anh em, cái vị tướng này Mỡ ghét đến cái mức mà Mỡ cũng muốn chơi thử một lần xem để xem gọi là cái sức mạnh của con hai lốt này nó có dễ chơi, dễ trúng thưởng giống như những gì mà Mỡ đang phải chịu từng ngày từng giờ trong những buổi livestream ở trên kênh Facebook cũng như YouTube không anh em ạ. Rồi, và một khi mà Mỡ đã đau khổ thì cái tụi team bạn cũng sẽ phải đau khổ giống như ở trong trận đấu này. Mỡ sang lùa con Jin bên phía của team bạn, không cho nó ăn bùa đỏ với cả bùa tím luôn. Mỡ sẽ chút hết những cái trận đấu mà Mỡ đã phải chịu khổ bởi vì cái con hai lốt bên phía của team bạn đè Mỡ, để bây giờ Mỡ đè các thành viên bên phía của team bạn để cho nó biết được rằng là một ngày leo rank của Mỡ khi mà gặp phải cái con hai lốt này nó vất vả như nào anh em ạ. Rồi thì cái con hai lốt này được đánh giá ở đây là bố của tanker meta hiện tại mùa giải thứ 33 anh em ạ. Và nó cũng là bố của team bạn luôn nếu như mà anh em cầm được cho mình hai cái món trang bị, đấy là cái đai lưng thần sấm kèm theo đó là cái đồng hồ định mệnh. Thì bởi vì chúng ta cầm hai lốt đi rừng, món đồ đầu tiên mà chúng ta lên để mà tích stack sẽ là cái đai lưng thần sấm để tăng khả năng phòng thủ máu, kháng vật lý và kháng phép của con hai lốt này. Và kèm theo đó chúng ta có khả năng làm chậm. Sau đó thì anh em sẽ lên cho cái con hai lốt đó là cái đồng hồ định mệnh. Rồi sau đó hoàn tất cho mình đó là cái đôi giày dẻo dai để tăng kháng hiệu ứng. Sau khi mà anh em hoàn thành xong ba cái món trấn phái này thì con hai lốt chính thức lên chức bố anh em ạ. Nó chính thức lên chức bố của team mình lẫn bố của team bạn ở thời điểm hiện tại luôn. Và khi mà anh em đủ stack cộng dồn đến từ cái đai lưng thì cái con hai lốt này nó có thể cân 3 và cân 4 bình thường, thậm chí nó có thể cân 5 luôn anh em ạ. Rồi và bây giờ thì ẩn thân đến từ vị trí của Mia, nhưng mà ấy à, Mia vòng ngược trở lại để bắn vào vị trí của Leila, vẫn đánh rất tự tin với sự có mặt của Tai Will. Nhưng vấn đề ở đây là chạy kiểu gì bạn ơi? Ui, tốc biến đi đến từ Tai Will. Trận đấu này thì ở giai đoạn đầu game Mỡ vẫn đang đóng vai trò như là một cái chất tướng hỗ trợ và cùng với đồng đội của mình đi support cho Lancelot để mà có được mạng thôi. Bởi vì là rõ ràng ở giai đoạn đầu game thì anh em có thể thấy bộ kỹ năng của cái vị tướng hai lốt này nó không phải là một cái vị tướng đỡ đòn có cái bộ kỹ năng sốc đa mạnh, mà đây là một cái chất tướng có được cho mình một cái hiệu ứng khống chế, và kèm theo đó là cái địch đứng bên cạnh con hai lốt này nó càng lâu thì tụi nó càng đi chậm và tụi nó càng đánh chậm. Đấy, vì thế cho nên là cái con hai lốt anh em cứ cầm nó và càn lên. Đấy, giữ chân kẻ địch ở trong cái vòng trừng phạt để mà giảm tốc độ di chuyển, giảm tốc độ tấn công, và kèm theo đó là giảm luôn cái lượng máu của kẻ địch theo thời gian. Ở phía bên này thì Saivada nhảy vào, những vấn đề ở đây là Mỡ đủ trâu khi mà Mỡ dựng ra cho mình đó là cái đại lộ danh vọng. Và tiếp đến là Jin cũng đã phải lên bảng điểm số. Giai đoạn đầu game khởi đầu như thế này cũng là tạm ổn rồi.
với 3 mạng hỗ trợ. Nhớ là cái first item mà chúng ta lên cho hai lốt ở thời điểm hiện tại nó sẽ là cái đai lưng thần sấm anh em nhá. Đấy, giai đoạn đầu thì chúng ta vẫn đang ở trong cái quá trình làm một cái vị tướng bốn chân bình thường thôi anh em ạ. Nhưng mà khi mà anh em cầm được cái đai lưng và đồng hồ xong, anh em sẽ chính thức lên làm bố. Vì thế cho nên là mỡ nghĩ là anh em nên tập cái thói quen lên làm bố bằng cái việc gọi là đánh hổ báo 1-2 nhịp ở trong cái bàn đấu này. Đấy anh em nhìn thấy không? Cứ hổ báo như thế mà lao lên, không quay farm lấy cái đường giữa thì chúng ta đi farm hộ để mà tiệm cận gần hơn với cái món trang bị đai lưng thần sấm. Và bây giờ thì mỡ sẽ có lẽ là di chuyển xuống đường dưới. Ở đây đang tập trung 1-2, có lẽ là 3 người, có Julian và có cả cái vị tấn Tywill rồi. Đại lộ danh vọng được dựng ra để ngăn cho không cho các thành viên bên phía của team bạn về. Và Mia lên bảng điểm số, mỡ đang dí vào vị trí của đó là Julian. Con Julian này, con Megumi Fushiguro này là nó có skin là chắc là biết chơi. Ở phía bên này thì ui, nhìn băng trụ bắt vào vị trí của Layla luôn và khả năng cao là bắt được. Và bây giờ thì mỡ tiếp tục dí in ớt. Đấm ai? Đấm ai? Đấm bố của ông à? Dám đấm bố của ông? Đấm bố của ông? Đấm bố của ông? Đấm bố của ông? À, nó hồi skill nó lướt qua tường rồi anh em à. Nhưng mà phía bên kia là có con phó viên mới được làm lại anh em ạ. Vú láo với thầy giáo này và có được đai lưng thần sớm, món support, món đồ support thứ tư mà mỡ có trong cái ván đấu này. Rồi, 4 món support rồi anh em ạ. Ở đây có ôi, 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 tụi nó quay lại đấm bố. Ôi, tụi nó quay đấm bố. Ôi, ôi, tụi nó quay, tụi nó đấm bố. Ê, con Julian, thằng Tywill với cả con Mia, ba đứa con của bố nhớ nha. Lúc nãy mày quay qua mày đấm bố mày. Được, từ từ nha anh em ạ. Rồi, phía bên này là giao tranh đang được nổ ra từ từ. Hai cái thằng này nó không có tội anh em ạ. Nhưng ba thằng này có tội. Đầu tiên là thằng Julian dựng đại lộ danh vọng ra rất trâu đến từ vị trí của mỡ. Ôi, nó lại còn hấp diêm cả con Lancelot bên phía của team mỡ này. Ui, hòa đá chạy à? Được, bạn hòa đá bạn chạy. Rồi, một cháu lên bảng điểm số. Rồi, nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải đi lùa con Julian. Thằng Tywill nó đang ngáy đen ở đường dưới với cả cái con Mia đang ở đường dưới à. Nó vừa hấp diêm con Layla bên phía của team mỡ xong. Để mỡ tầm này có thù mà không trả thì không xứng đáng làm bố của team bạn, anh em hiểu không ạ? Rồi, tầm này mỡ đang có bao nhiêu máu đây? 5.000 máu xuống đường dưới con Mia. Ok, level 7 không? Quất nó luôn. Bật chiêu 1 lên, tăng tốc độ di chuyển. Dựng vòng khóa hồn lên. À quên mất, dựng vòng trừng phạt lên. Sao? Bắn bố. À mở phần chấn lên à? Mở phần chấn. Thế thì bố mở hồi phục xuôi sinh lực. Bắn bố. Bố lao với thầy giáo ấy game ạ. Một đứa. Bây giờ còn hai đứa nữa rồi. Con Julian với cả cái thằng Tywill. Anh em từ từ tí, chờ mỡ về nhà mỡ regen máu đã. Và sau đó mỡ sẽ bắt đầu quay trở lại với chiến trận. Ờ, từ điểm hiện tại con hai lốt của mỡ bao nhiêu máu rồi anh em? Ờ, để mỡ xem cái chỉ số nhá. Ok, như vậy là cái con hai lốt của mỡ thời điểm hiện tại nó đang là 1, 2, 3, 4, 5, 7.000 máu rồi. 7.000 máu rồi anh em ạ. Tầm này là bắt đầu đủ cái khả năng tăng chống chịu để mà có thể gọi là ngồi lên đầu lên cổ bên phía của team bạn rồi. Để xem team bạn ở đâu. Ơ, có thằng nhìn đây này, nhìn bố lao. Bỏ qua tôi để đi bắt vào cái con. Ui, biết thế tôi không đánh con Cyclops để cho cái con Jin nó đưa tôi vào lãnh địa. Có khi tôi ăn được mạng con Jin anh em nhỉ. Mà thôi không sao rồi, xuống đường dưới. Ở đây Mia. Mày chạy đâu, lúc nãy mày bắn tao đam mê lắm mà. Lúc nãy mày bắn tao đam mê lắm mà. Bắn nữa đi, đúng rồi. Bắn nữa vào, đúng rồi, bắn nữa đi. Úi dồi ôi, một đứa. Anh em ơi không lấy trụ à? Thế không sao anh em ạ. Một đứa. Bây giờ là tôi tìm nốt cái thằng Tywill với cả tìm nốt cái thằng Julian. Ba cái đứa bố láo này nó dám tập kích một cái con hai lốt nhìn ngây thơ trong sạch với cả chạy nhông giống như tôi. Và bây giờ thì team bạn đang muốn làm gì đây? Team bạn đang muốn hướng đến cho mình đó là cái con bùa rùa. Hãy chờ tí nha để mỡ dọn cái đợt lính này đã anh em ạ. Và ở trong trận đấu này là mỡ cầm cái bảng ngọc thường anh em nhá. Nó sẽ có được cho mình cái khả năng hồi phục là khá là nhiều đấy. Rồi đại lộ danh vọng được dựng ra làm choáng thành công vào vị trí của đó là nhìn thấp máu trong tình huống này rồi. Và rùa sẽ được ăn đến từ vị trí của Lancelot. Và bây giờ thì mỡ cầm đồng hồ định mệnh chạy thẳng vào giữa đôi bên phía của team bạn. Ơ, con Mia này bắn à? Xin phép bố chưa? Tiếp đến là cái con con Julian. Mày bố láo, lúc nãy mày rủ thằng Tywill quay bố. Làm sao? Giờ làm sao? Sao? Giờ thích gì? Chát ngay anh em, chấm hỏi. Quen sạch đuôi bên phía của team bạn luôn. Ui, anh em đi trải nghiệm cái con hai lốt này anh em nhá. Tôi đánh chơi sực sương mà ở thời điểm hiện tại. Ui, anh em nhìn cây máu kìa. 9.000 máu rồi, đếm sơ sơ 9.000 máu rồi, gần 10.000 máu rồi. Đến thời điểm hiện tại là hai lốt này nó thành bố rồi đấy anh em. Đấy, anh em cầm đồ như thế này là anh em thấy là anh em thành bố rồi đấy. Với cái set đồ như này ở thời điểm hiện tại, anh em đã chính thức thành bố team bạn ở trong cái ván thi đấu này. Với một cái set đồ bao gồm cái đai lưng thần sấm, kèm theo đó là cái đồng hồ định mệnh, rồi thêm vào đó là cái bây giờ thì những cái món đồ mà anh em lên có thể cân nhắc, đấy là cái chiến giáp thượng cổ này để mà counter đi được Jin này, sau đó là cái giáp hoàng kim. Và ở đây là có Layla. Layla, chào bố chưa con?
bố con định đi đâu đấy, con định đi đâu? Ôi trời ơi, bắn bố nữa đi. Ừ, lên bảng điểm số rồi. Tôi cầm con này không cần hạ gục kẻ địch luôn. Rồi sao? Đánh bố, hai thằng nhỏ này đánh bố. Ủi thêm cả con Tiger ra đây. Ra đây các con của bố, đánh bố đi. Ôi trời ơi, trâu vãi hồ. Suối sinh lực sắp hồi trong tình huống này này, bật lên này, hồi lại suối sinh lực này, tiếp tục nhây tiếp này. Ui thằng Gin nó đến à, thằng Gin ơi, ơi Gin ơi, từ từ để tôi đánh con Tiger đã. Ông Gin ơi, thôi đại lộ danh vọng sắp hồi rồi anh em ơi, chạy đã, đại lộ danh vọng dựng ngược trở lại này. Ui trời, xong rồi, tôi dựng cái đại lộ danh vọng thì nó lại đưa tôi vào trong cái lãnh địa không có hiệu ứng hồi máu ở trên đường, cay vãi hồ. Cái tình huống vừa xong mà nếu như mà tôi đưa được cái con đường của tôi vào trong cái đại lộ danh vọng thì là ngon đấy anh em ạ. Mà thôi không sao, bây giờ thì lại xuống đường dưới. Mục tiêu của chúng ta trong giao tranh là chỉ đi tìm con Mia thôi anh em ạ. Con Thái Will đẩy trông khá nhiệt tình, cầm kiếm khá ok, nhưng mục tiêu của tôi là Mia đây. Bắn bố nữa đi, bắn nhiệt tình vào, bắn nữa đi, bắn mạnh tay vào. Úi dồi ôi, Mi với chả già. Ôi anh em ạ, tôi đã hiểu cái cảm giác của tôi khi mà mấy cái thằng cờ hó hài lốt. Anh em đã hiểu cảm giác của tôi khi mà mấy thằng cửa hò hai lúc nó cứ dí như này chơi game. Triple kill rồi anh em ạ. Và phía bên này thì ui con Gin chạy đâu, Gin ơi, Gin chạy đâu đi, Gin ơi. Mấy ác dịch cho hai lốt luôn. Chỉ với cái lối chơi rất đơn giản, dí. Úi giời ơi, chỉ với cái lối chơi rất là đơn giản, chỉ cần gọi là đi vào kẻ địch dí. Đó là như vậy là có được cái mây nhắc rồi. Trời ơi, khỏe thực sự anh em ạ. Rồi vào phía bên này thì ôi con Mia nó bắt đầu đi shutdown, nó kết liễu đi được hai đứa rồi và nó bắt đầu bắn. Ui có phản kích đến từ con phó viết, nhưng mà vấn đề là đứng ở trong trụ nó bắn chả đau lắm bạn ơi. Như vậy là có lẽ là chúng ta vẫn chưa thể nào để mà có thể kết thúc được cái ván đấu này rồi. Trong khi đó thì double kill dành cho Saibana sẽ là về nhà regame một tí anh em nhá. Đấy, tầm này thì có lẽ là chúng ta chỉ ngắn trụ thôi, nói chung là về cơ bản team bạn. Ui con Mia nó cầm cái hải thần chiến kích với cả nó cầm cái súng nộ năng, nói chung là cũng biết chơi anh em ạ, cũng cân nhắc để lên những cái món trang bị có khả năng xuyên giáp để mà bắn vào tôi. Ừ nhưng mà vấn đề là con hai lốt này nó không ngán những cái đồ giúp xuyên giáp đâu anh em ạ. Tôi cảm giác cái con hai lốt ở meta hiện tại chắc là nó chỉ ngán những cái con bắn theo phần trăm máu kiểu bự bự, giống như kiểu là con Carrier, là con Melissa, là con Lunak thôi anh em ạ. Chứ gặp phải Mia nó ngồi đấy, nó ngồi lên đầu luôn rồi. Mia bị gì? Trước đó là Tiger lên bảng đếm số. Phía bên này là có... Úi rồi bắn mỡ đi, bắn nữa đi này. Mia rồi. À, ui có Mia tàng hình sang bên kia. Thấy, cút rồi. Tiếp đến là Saibana. Sau đó là Tiger lên bảng đếm số. Chỉ còn lại mỗi một thanh niên cầm cái con Julian chạy qua chạy lại. Ừ, thả combo. Này, tôi vào thẳng đấy, tôi choáng này, không sao. Hết chưa? Ủi, Lancelot bắt đầu múa kinh đấy. Ảo ma đây anh em ạ. Có hóa đá đến từ vị trí của Julian, Lancelot lùi ra được thành công. Phía bên này thì Gin làm gì đây? Lấy mắt bão à? Tôi chạy lên đường trên này, tôi choáng này. Ui đàm kìa. Úi dồi ôi, cầm cái con. Ui dồi, tốc biên cầm kiếm kinh đấy, nhưng có suối sinh lực được hồi lại rồi sao bạn ơi? Rồi sao bạn ơi? Tôi dựng đại lộ danh vọng, tôi lùa con Julian này. Một chọc này, ừ sao? Úi giời ơi, rén luôn, trụ đường trên đã có. Và ôi Mia, ôi Mia ơi, bạn chắc chưa? Bạn sao lại tàng hình ra bên cạnh con hai lốt là như nào? Chơi game gì nó tối vờ anh em ạ, và double kill. Anh em nhớ, sau video clip này thì anh em nên nhớ nhớ, làm gì thì làm, đừng bao giờ lại gần con hai lốt này để mà bắn anh em ạ. Bởi vì anh em chỉ cần đứng cạnh nó thôi là anh em biết là cái game đấy, cái ván đầu đấy là anh em sẽ như thế nào rồi đấy. Vâng, KDA 11-2-21. Game này không MVP hơi phí anh em ạ. Nhưng mà ở thời hiện tại là cái gì cơ? Con Gin vào chứ? Wait à? À, đợi chờ mình đi cũng thủ ôi. Bố chấp cái lũ kia xuống luôn. Rồi, tầm này đã cầm được cho mình đó là cái dao hoàng kim 12.394 máu. Tiger làm cho con bò đấy. Làm cho con bò gì đây? Tiếp đến là đứa nào? À con Mia. Rồi từ từ nha. À con Mia, đây đúng không? Đại lộ dựng dạ đây. Mia. Úi giời ơi, Mia cút ra trùng gà. Và đấy, đợi chán chưa? Đợi đủ chưa? Muốn đợi nữa không? Rồi sao con Gin làm gì? Rồi một choáng, một đánh tay, nổ đam vòng trừng phạt mạng thứ 12 và như vậy là quét sạch thôi nhá. Cho cơ hội thứ hai rồi đấy mà không thắng được thì GG Webplay tại đây. Úi giời ơi. Ui con hai lốt như này tôi nói thật với anh em là sau video clip này chắc chắn là mỡ sẽ tiếp tục ban hai lốt anh em ạ. Không cho con này vào trong xuất hiện vào trong rank đâu anh em ơi. Nhớ giống mỡ anh em nha, không là khổ lắm đấy.